em mà nay nên rừng để tìm mà đấy ít rau ngải rừng và nấu vịt các anh em đây rau ngải rừng mọc hoang dại trên đồi này. Rau rất sạch. Tối nay sẽ có một con vịt đi hái nắm rau ngải này về để vịt luộc ngải, chế biến món vịt luộc ngải. Mà trước mắt là phải đi hái rau về chế biến món vịt luộc ngải. Ngải trên rừng rất là rau rất sạch. Rau này báo cáo anh em là về có thể nấu luôn, không bị dọa nhá. Mọc lừa thừa mỗi chỗ đôi ba cây rừng rất rộng dẫn sập ra. Cũng rất rộng rạp. Tôi phát hiện đây có một cái cây gì đây nhỉ, cây này cây gì đây, chùm cây này có quả rất nhiều quả mọc quanh thân. Hôm nay là cây này rất nhiều quả nó mọc quanh thân. Rất nhiều ngải. Phát hiện ra có một cây gì có quả đây. Cây này gọi là cây dâu da. Đây là cây dâu da rừng. Rất sai quả. Rất là sai. Quay cận cảnh. Đưa ra rừng cho anh em xem. Chắc là vài tháng nữa là nó cũng chín là được thu hoạch thôi. Rất chậm chạp. Này khả năng có rắn đấy nhà. Cái này là cái gì ta? Các cú tưởng vú sữa là ăn được, rất ăn đây do gặm ngay. Đấy giời ơi, quả này chưa chín cho ăn được đâu, ăn xanh ngoánh nuốt thế nào được. Tợ ăn quá các chú ạ, xanh đem xuống để cắn như cắn ổi, ăn làm sao được.
video của tôi xin được kết thúc tại đây.